Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh tin tức mới. Và sau đây, chúng ta cùng điểm qua những thông tin ngày hôm nay quý vị nhé. Nghệ sĩ Vũ Linh mắc bệnh nặng ở tuổi U70, có cả khối u lớn phải nghỉ ca hát. Trước đó giọng ca sinh năm 1958 mắc bệnh phải bỏ hát nhiều năm liền. Đến hiện tại sức khỏe của Vũ Linh cũng không được tốt hơn là bao. Sau hơn 26 tháng không thể về Việt Nam vì dịch bệnh căng thẳng nữ nghệ sĩ ngọc huyền vừa có dịp trở về nước cách đây không lâu ngoài ra cô còn thăm hỏi đến vũ linh trên trang cá nhân của thoại mỹ vừa chia sẻ loạt ảnh gian nghệ sĩ cải lương hội tụ tại nhà vũ linh để thăm bệnh nam nghệ sĩ dù sức khỏe không tốt nhưng gương mặt của nam nghệ sĩ vẫn dạng dỡ và đặc biệt trẻ trung hơn tuổi thật trong hình ảnh có thể thấy ở cổ vũ linh có u lớn tuy nhiên phía gia đình không cho biết ông mắc bệnh gì thoại mỹ viết Thương chị Lệ Thủy quá. Chị mới từ Úc trở về Việt Nam, nghe tin anh Vũ Linh bị bệnh chỉ biểu, phải đưa chị đi thăm anh liền. Thế là mấy chị em xông vào nhà để thăm anh mình. Xót xa quá anh đang đau rất mệt. Nhưng chị Lệ Thủy, chị Thoại Miêu, anh Hoàng Song Việt, Mỹ và Võ Minh Lâm kể chuyện xưa, chuyện đời, chuyện nghề, cùng nhau trò chuyện đã khiến anh vui vẻ nhớ lại những kỷ niệm và quên đi cái đau, cái mệt. Trong thời gian nghệ sĩ 5X bệnh nặng, Bình Tinh là người chăm sóc. Thoại Mỹ nói thêm, con gái Bình Tinh dù nhỏ xíu nhưng rất nhanh nhẹn, chăm sóc ba rất là cẩn thận, chú đáo. Cảm ơn con nhiều lắm nha Bình Tinh. Tình nghệ sĩ chúng em là ở chỗ này nè, luôn yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Cầu nguyện cho anh Nam Vũ Linh mau hết bệnh để tiếp tục phục vụ quý khán giả. Biết bao tình thương yêu của mọi người dành cho và đang trông chờ anh cố gắng lên nhé tình yêu của em ơi. Tình hình sức khỏe hiện tại của Vũ Linh cũng không được tốt, nam ca sĩ mắc nhiều bệnh tuổi già, nhưng may mắn có con cháu bên cạnh chăm sóc. Nam nghệ sĩ 5X không có vợ con nhưng được con nuôi và các cháu chăm sóc tận tình khi về già. Xuất hiện trong chương trình cách đây không lâu, Vũ Linh tâm sự về tình hình sức khỏe, thời gian qua, sức khỏe của tôi không được đảm bảo nên 2 đến 3 năm qua bác sĩ không cho diễn. Bây giờ Tôi khỏe lên nhiều rồi. Tôi xúc động vì 3 năm không đi hát với tôi là một khoảng thời gian rất dài. Tôi trở lại vì nhớ đồng nghiệp, ánh đèn sân khấu và tiếng vỗ tay của khán giả. Năm 2019, Vũ Linh mắc bạo bệnh, nam nghệ sĩ đã phải nghỉ hát để điều trị. Vừa qua giọng K5X nhận hát sâu vì quý tình đồng nghiệp với Hồng Nga. Ngoài bệnh đường ruột, Vũ Linh còn mắc vấn đề về cột sống, không thể đứng thường xuyên. Mới đây Nghệ sĩ cải lương nổi tiếng Ngọc Huyền đã bày tỏ sự vui sướng khi được trở về Việt Nam. Sau khoảng thời gian dài hơn 2 năm không thể về thăm gia đình, bạn bè, đồng nghiệp vì dịch bệnh, cô không thể kềm được sự xúc động khi chứng kiến nhiều fan chờ đón mình ở sân bay và xin chụp ảnh cùng. Theo đó, trong lần trở về quê hương lần này, Ngọc Huyền tiết lộ cô sẽ tham gia nhiều chương trình, sự kiện âm nhạc để gặp gỡ, giao lưu cùng các khán giả thân thương. Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ cũng đã kết nối với một số đồng nghiệp để thực hiện một số hoạt động nghệ thuật. Đang nói, dù lịch trình bận rộn nhưng giọng ca nổi tiếng vẫn sắp xếp thời gian đến thăm người anh thân thiết là nghệ sĩ Vũ Linh. Cô cũng nhanh chóng thông báo tình trạng sức khỏe của nam ca sĩ sau khoảng thời gian im hơi lặng tiếng. Ngọc Huyền cho hay khi tôi đến thăm, anh Vũ Linh đã khỏe rồi. Hiện tại, anh ấy muốn giữ sức cho thật khỏe trong vòng 2 đến 3 tháng nữa mới đi diễn lại tôi có mang vài món quà nhỏ nhưng anh ấy rất thích tôi mong anh ấy sớm phục hồi để trở lại sân khấu sớm hơn dự kiến trước đó cải lương vũ linh từng khiến khán giả một fan phải hốt hoảng vì tình hình sức khỏe phía gia đình nam nghệ sĩ anh chị em trong nghề đều từ chối tiết lộ cụ thể về bệnh tình của ông tuy nhiên giờ đây giọng ca lương sơn bá chúc anh đài đang dần phục hồi và sớm quay lại nghệ thuật dù vậy theo nhiều nguồn tin, ông sẽ hạn chế và chỉ nhận các chương trình phù hợp với bản thân trong thời gian sắp tới. Sau khi trở về nước, nghệ sĩ Ngọc Huyền còn khiến khán giả thích thú với loạt hình ảnh dân dã, đơn giản đời thường. Nữ nghệ sĩ có ước muốn lan tỏa năng lượng tích cực của mình qua công việc lẫn những hoạt động đời thường nhằm gửi đến công chúng hình ảnh đa dạng của mình. Vũ Linh là tượng đài của cải lương Việt Nam, không phải ngẫu nhiên mà ông được mệnh danh chính là ông hoàng của thể loại này. Dù đã nhiều tuổi, cải lương lại ngày càng có thêm nhiều tài năng mới nhưng Vũ Linh vẫn luôn là cái tên đặc biệt nhất, được rất nhiều người yêu mến. Mới đây, nghệ sĩ Hồng Phượng, cháu gái Vũ Linh đã có những tiết lộ về sức khỏe và cuộc sống của cậu mình nhằm giải đáp thắc mắc của khán giả. Chia sẻ với thanh niên, Hồng Phượng cho biết trước dịch Vũ Linh vẫn tham gia một số show. Tuy nhiên dịch bùng lên khiến ông phải dừng lại Hiện tại dù tình hình ổn hơn nhưng nam nghệ sĩ vẫn chọn lọc chứ không tham gia tràn lan. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.